Xin chào mọi người, chắc hẳn là mọi người đang rất là thắc mắc, không hiểu là Châu đang sử dụng tinh chất gì đúng không ạ? Ngày hôm nay Châu xin được tiết lộ một chút, tinh chất mà Châu rất thường xuyên sử dụng đó là Ampoupur. Đây là một sản phẩm mà Châu mới được sử dụng trong vòng 3 tháng nay thôi và cảm thấy hiệu quả rất là tuyệt vời. Chắc hẳn là mọi người sẽ thắc mắc là tại sao Châu lại sử dụng một sản phẩm mà có cái chiết xuất từ keo ong mà không phải là một sản phẩm có những chiết xuất từ những cái thành phần khác. Sở dĩ Châu được biết đến sản phẩm này và bắt đầu tin dùng bởi vì Châu thấy rằng trong thành phần của tinh chất keo ong Ampoupur này thì có thêm một thành phần nữa khá là đặc biệt, đó chính là thành phần kháng khuẩn để giúp cho làn da của chúng ta chống lại những cái vi khuẩn không có lợi dành cho da của mình, và ngoài ra còn tăng cường thêm sức khỏe cho làn da nữa. Sau thời gian sử dụng thì Châu cũng được thấy có những cái tác động rất là tích cực đến làn da, da của mình khỏe hơn, sáng hơn, tự tin hơn. Và ngoài ra thì đặc biệt trong những cái lúc mà mình không phải trang điểm, mình vẫn thấy rằng là da của mình rất là bóng, mượt và chỉ cần có một chút son thôi là thấy rất là tự tin rồi. Ngoài ra thì sản phẩm này còn được nhập khẩu hoàn toàn từ Hàn Quốc. Đây là một trong những cường quốc rất là nổi tiếng với chúng ta về những loại mỹ phẩm chất lượng cao. Chắc hẳn là mọi người cũng sẽ thấy rằng là tại sao những cái tinh chất này lại được chiết xuất vào từng ống nhỏ như vậy mà không phải là một hũ to mà chúng ta vẫn thường thấy. Sở dĩ Châu nghĩ đây cũng là một ý đồ của nhà sản xuất, bởi vì một cái tinh chất nếu như mà chúng ta trong một cái ống to á, hoặc là trong một cái hũ to mà chúng ta thường nhìn thấy, thì tinh chất đấy khi chúng ta mở ra mở vào nhiều lần có thể là sẽ giảm đi chất lượng. Và việc mà chúng ta sử dụng những ống nhỏ như này là rất cần thiết. Ngoài ra thì cũng rất là tiện dụng khi mà chúng ta đi đâu đó chơi xa vài ngày chẳng hạn. Một ống nhỏ này thì Châu sẽ sử dụng được trong khoảng 3 lần. Và mỗi một lần sử dụng như vậy thì chỉ bơm ra một chút xíu thôi. Và đừng quên là các bạn sẽ thoa đều lên khắp cái làn da của mình, đặc biệt là vùng chữ T để cho cảm thấy rằng là làn da của mình sẽ được tươi sáng hơn. Đây là cũng là cái vùng quan trọng nhất. Và cũng đừng quên là ấn huyệt, massage. Ôi, cảm giác massage rất là thích. Ấn huyệt này để cho da của mình này được khỏe mạnh hơn và tinh chất sẽ được thẩm thấu vào da một cách sâu hơn, và chúng ta sẽ cảm nhận thấy một cái sự cải thiện rất là tích cực sau một thời gian ngắn thôi sử dụng tinh chất này. Một trong số những công cụ mà không thể thiếu để giúp cho tinh chất này hoạt động một cách hiệu quả hơn, đó là một chiếc máy nhỏ xinh như thế này. Cái máy này được gọi là máy điện di các bạn ạ. Máy điện di này thì có hai chế độ, là một chế độ nóng và chế độ lạnh. Khi mà chúng ta bắt đầu sử dụng á, thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ nóng để cho tinh chất thẩm thấu sâu vào làn da của mình. Sau khi mà chúng ta đã massage với chế độ nóng xong thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ lạnh để khóa tất cả những tinh chất đấy giữ trên bề mặt làn da của mình. Và chiếc máy này thì cũng rất là nhỏ gọn, có thể để vừa túi xách cá nhân của các chị em. Và nó không khác gì việc mà chúng ta đi ra spa mà thường có các bạn hướng dẫn viên, các bạn chăm sóc viên á, chăm sóc cho chúng ta. Bây giờ thì chúng ta có thể hoàn toàn là tự di tinh chất theo sở thích của mình, theo thói quen của mình, tần suất hoàn toàn do chúng ta quyết định. Bây giờ thì Châu rất là nghiện sử dụng tinh chất về máy điện di này mỗi ngày, giống như là tự thưởng cho mình một khoảng thời gian thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi vậy. Và các bạn biết không, trước đây thì da của Châu gặp một vấn đề rất thường xuyên, đó chính là mụn. Việc mà mỗi một ngày mình soi gương á, mình nhìn thấy da của mình có mụn là chuyện hết sức bình thường. Thậm chí là mình chỉ có mỗi một cái câu hỏi trăn trở làm thế nào bớt mụn so với ngày hôm qua đã là may mắn lắm rồi. Nhưng bây giờ thì bạn có thể thấy đấy, da của Châu hoàn toàn được cải thiện. Thứ nhất là từ bên trong, khi mà mình rất là chăm chỉ tập luyện thể dục thể thao, cho mồ hôi toát ra ngoài, những chất độc cũng được thải ra ngoài. Thứ hai là cũng đã bắt đầu tìm được đến đích những sản phẩm mà phù hợp với làn da, những sản phẩm chất lượng tốt để cho làn da của mình có thể thích ứng được với những loại tinh chất cao cấp, chất lượng phù hợp với da, giúp da cải thiện một cách hiệu quả và rõ rệt. Và một cái điều rất là quan trọng là nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đây chính là một trong những yếu tố để đảm bảo chất lượng của sản phẩm. Các bạn đừng quên là phải tìm đến những cơ sở cung cấp những sản phẩm, đặc biệt là các loại mỹ phẩm uy tín dành cho làn da của chúng ta. Giờ đây, sau mỗi một ngày làm việc mệt mỏi thì máy điện di và tinh chất keo ong pua đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu của Châu. Châu nghĩ rằng với một người phụ nữ mang phong cách hiện đại, bận rộn, cá tính nhưng mà cũng không quên chăm sóc bản thân mình, thì những công cụ chăm sóc hiệu quả nhỏ xinh như thế này chính là vật phẩm không thể thiếu mà chúng ta cần phải sở hữu. Chúc tất cả những người phụ nữ luôn đẹp và hạnh phúc.